Ok, xin chào tất cả mọi người nhá. Thì hôm nay mình sẽ làm clip này về vị tướng Crack nè. Rất là nhiều bạn yêu cầu clip về vị tướng Crack, thì hôm nay mình sẽ mạo muội cũng như là mạnh mẽ, gọi là hổ báo cáo trồn, cầm vị tướng Crack đi, gọi là kéo tem bạn vào đấm vào mặt chơi. Tem mình hôm nay thì không có pháp sư nha mọi người. Đấy, các bạn cuối cùng bạn đã chọn Slim. Đây, bạn này bảo mình không biết chơi pháp sư thì cuối cùng chào Anna nó lạnh chọn luôn, nên nó đắp mộ cuộc tình luôn, nó mới máu chứ. Mọi người xem mình kéo này mới vào khởi động tay chân kéo chuẩn xác này các bạn. Sợ lại bảo anh ảo không biết chơi Crack đi. Ai đi xem bạn láo nháo đấy nhỉ. Vào đây các bạn ơi, đấm nó. Chỉ cần Triệu Vân, ui dồi ôi, Triệu Vân gấp 2, Airi cấp 1. Thế này thì Airi làm gì còn đường mà về. Vào đây bên nhau, ta nối lại tình xưa. Một đấm của vị tướng Saku thôi. Vâng, Saku chỉ một đấm thôi. Thế là răng môi lẫn lộn nó trộn lấy nhau luôn. Airi rất là lờ luôn, ngon ngay nhỉ. Quá là tuyệt vời đúng không? Các bạn thấy mình kéo hay không? Lại bảo không hay đi. Đấy luôn ấy, mình kéo con này nó là cái nghề rồi. Mọi người xem mình kéo vị tướng á. Ôi ôi, giờ mới để ý tên bên kia lại không có support à? Hai xạ thủ à? Ui giời ơi, hai bên đều có hai xạ thủ thế này thì có chết nhau không ngươi chứ? Tem bên kia thì nó lại ui giời ơi, ui giời. Violet tên của Vien, tem bạn nó quá là chất luôn, gánh 4 xúc quần. Trời ơi, mình nghe cái tên này quen, hình như mình có gặp đâu đó rồi, thì bảo Amelie về, đừng có đụng vào nó. Trời ơi, nó đấm nhẹ cho rồi lại bảo đấy sao em đen quá. Vào đây. Ô, né chiêu kìa. Quá hay. Không phải tin được bạn ấy có thể gọi là lạng lách đánh võng được, có thể né cái chiêu kéo của mình. Hay quá bạn ơi. Rồi, bình tĩnh. Ôi, lầm lỗi, chỉ có một cái thôi. Các bạn đừng có tưởng là dễ dàng kéo vị tướng Crack lắm nha. Khó lắm đó. Đấy chứ. Ui giời nó loại. Bạn ấy gọi là kiểu như là bị lỗi, nhưng mà bạn ấy tốc biến mất rồi. Nếu pha đấy mà không tốc biến thì có nghĩa là xác định em ấy không còn răng mắn chào luôn. Tại vì bạn ấy mất sử dụng cái chiêu 1, đâm ra mất chiêu rồi. Nếu như mình kéo trúng một cái thì chắc chắn là không còn răng mắn cháo rồi. Ủa đồng thế. Amelie ơi, vào đây. Hư nè, bẹt đầu nè, bùa xanh bùa đỏ vào chân em rồi nhá. Giết nó luôn. Tới, Salim ơi, cứu tớ với. Ô, thôi, tốc biến chạy đi. Ui giời, lại còn cố nghêu kéo này, kéo phát chết luôn. Anh ơi, chí mẹ em rồi. Này thì anh ngáo ngơ này. Thế mà mình lại ăn được 3 mạng trong cái pha combat vừa rồi, nó mới ngon đấy chứ. Các bạn có thể thấy vàng mình xử lý rất là chất đúng không? 3-1 không chột cũng què. Em chột thì hai anh cũng phải què cùng em. Đây là những gì mà mình đã thể hiện cho em bạn thấy. Sau khi mà mình đã bị mất mạng thì vị tưởng ra với cả John tem bên kia cũng không còn răng mắn cháo. Kéo phát ra chết luôn. À đâu, kéo phát John chết luôn. Ra khổ báo cáo trồn bay vào tính làm tí với mình. Ai ngờ bị trụ của mình nó gọi là hãm hiếp tập thể, chết quéo càng cua luôn. Ôi bắn đâu thế, phóng trúng này. Mà đấy mà bạn Slim phóng trúng này xác định. Ui ôi mẹ ơi, né chưa ấy. Cho bạn có thể nào giả bộ đi tới cho mình kéo trúng, cho mình tự khen mình cái được không? Sao bạn lại cứ phải căng thẳng như thế nhở? Này, khổ lắm cơ, kéo thì chuẩn xác nhưng mà nó toàn gọi là né với cả tốc biến không. Thế này làm sao em kiếm ăn được bây giờ? Tao rồi khoai cũng nhừ thôi anh em ơi. Vào đây. Ủa, Slim cho mình nó biết mình gọi là đi rồi. Sơi tái cho bạn, đồng ra bạn ấy cứ ơi. 1, 2, 3. Không đủ tầm, không tin anh em ơi. Ủa, đông thế. Chết tôi rồi. Này thì xảo này, hấp tinh tái pháp. Kéo vào nè, bẹt đầu nè, lao nháo này, Triệu Vân tới. Thông mông thần trưởng. Thông trưởng thần mông, đúng rồi, đập vào hai vào mông nè. Ừ nè, quý nhá luôn, 4 giây nữa, 3 giây nữa. Quanh nó này, Triệu Vân ơi, kéo chú ơi, Triệu Vân ơi, kéo. Thấy mẹ Triệu Vân luôn rồi, đầu xanh thì nó như mùi giời ơi, kéo đẹp như mơ luôn, nó bảo rồi mà cứ đi theo mình là thế nào cũng có đồ ăn. Cái Triệu Vân anh là cắm đầu cắm cổ với anh phân lính này nào. Ôi, em tới đây, hấp. Tí nữa thì mình sẽ kéo cho phân nữa là mình ăn luôn đi. Đấy, các bạn có thể thấy rằng Triệu Vân bạn ấy không tin tưởng mình. Bạn nghĩ mình không đủ sức để kéo vị tướng gọi là Violet em bạn ra ngoài sao? Sai rồi nha anh. Đề nghị anh là phải đàng hoàng một chút nha. Đi theo mình này, đi go. Qua đây, kéo vào này. Kéo vào này, hắc não. Ôi giời ơi. Trời ơi, hắc não quá trời hắc luôn. Thế mà anh ra bên kia anh không có giả bộ ulti cái băng qua cái bức tường này đúng không? Đấy, mình kéo phát rồi, hắc não một cái trúng. Tha hồ mà chém gió luôn ấy. Thật lúc đó mình tha hồ mà chém gió luôn. Thế mà anh cũng cùng anh làm cái em rất thích cả mình. Chán không người chị. Ủa ơi, Amelie kìa. Ai xem ta đây. Ủa
tóc biếu đi nè, chạy đi đâu con sâu này hư nè, 4-1. Ghê thương của anh Triệu Vân đấy, anh đâu có gọi là nhìn thấy cái gì đâu. Anh ấy đâm một cái là lòi nghèo luôn chứ đâu cần phải nói nhiều. Như vậy là hiện tại team mình với cả team bạn đang gọi là có một cái điểm lợi thế nhất định dành cho team mình ở đấy. Giết 10 chết 10 chết 4 thôi mà. Ngon ngay chứ đùa. Bây giờ mình sẽ lên cho nó cái giáp gai A tiếp theo nhá. Khó ủi máu chơi đồ ha. Ô đi support mà hay thế. Giết 3 chết 1 cơ mà. Có phải thằng vừa đâu. Các bạn đã kêu mình không biết chơi Crack đi. Trời ơi, chơi Crack nó là cái nghề rồi đấy. Nó là cái nghề rồi đấy. À, ulti không được anh em ạ. Và đúng ulti nó chạy mất, phí ulti. Rồi từ từ, được bạn có nhiều. Nếu mà có tốc biến thì mình sẵn sàng là ulti xong tốc biến này. Thế méo nào vậy, đứa Amelie bên kia chả chết. Ý, ra nè. Ê, thì nó đang núp trong cái bộ lùm này, thò đầu ra là thế nào, thằng béo này. Béo mập này, ư nè, hư nè. Ủa, nó đá xong nó ulti chứ về mới đau chứ. Hay lắm, tốt lắm. Chuẩn bị này, có chiêu kéo này. Mình tới đây. Yeah, này thì nhảy múa này, hấp tinh đái pháp. Wow. Các bạn thấy mình kéo ai không? Quá hay chứ, lại bảo không ai đi. Đó, đứng yên về chơi. Dọa thêm bạn cái thôi. Từ từ, Violet thêm bạn chết này. Chuẩn bị dính chỗ này. Ủa, ai đi tới. Thôi, bỏ mạng rồi. Đi về. Đừng có manh động quá. Người ta gọi là hổ báo cáo trồn là dễ bị ăn đấm ngay đấy, nguy hiểm lắm. Từ từ bình tĩnh rồi, khoai cũng nhừ thôi mà. 12 chết 5 mà. Ủa ôi, chết treo lát rồi. Em ơi, chạy về đây bên anh. Anh bút cho cái bùa nè. Ai thì xảo này, kéo vào này. Hư, đầu xanh thì nó quăng cái chiêu một làm choáng mình, không thể nào kéo được nó vào. Không qua đấy là mình kéo vào là mình lại lụm lúa thêm một kill nữa rồi đấy nhờ. Dễ ăn cháo ngay, sao mà thoát được. Vào đây. Ăn trụ luôn, đúng rồi, hay lắm. Oh, anh ra đẹp trai kìa. Ra đây, mình hack não này. Mọi người xem mình hack não này. Hack não ra này. Đâu ấy, ôi, anh ấy lại trốn trong nhà. Anh chả thèm ra ngoài, cơ khổ thế cơ chứ. Này, con mình kéo này. Hãy xem tới đây. Úi xồi, quá đẹp lâu rồi. Hấp tinh, đái pháp. Đấm nó đi. Đâu rồi, đấm vào mông nó. Này thì xảo này, quá đẹp anh Hảo ơi. Trời ơi, mọi người thấy mình kéo hay không? Tại sao có thể kéo hay được như vậy nhỉ? Qua kéo phá bùa chơi. Ủa mà thôi. Sở Lim hết mana rồi. Tự dưng phá bùa của nó. Đồng đội tốt là không bao giờ phá bùa của đồng đội mình. Đó. Phá bùa cho em bạn thì phá chứ. Ôi giời ơi. Anh Sở Cú ơi. Ôi giời ơi, qua kiếm chắc thế nào. Ê, cho em sờ mông cái chị ơi. Ôi thôi. Chết. Chết tôi rồi, thấy mẹ em rồi. Ô! Trời, tính ra sờ mông nó cái thôi. Nó kêu này biến thái. Nó bắn cho nét đứt tôi luôn ý chứ trời. Này thì sờ cu với cả sờ mông. Đấy, cứ lao vào em nó, cứ tưởng em nó dễ ăn. Các bạn có thể thấy rằng tên của vị tướng Violet thì mình kêu là gì không? Gánh 4 súc vật. Gánh luôn đấy nha. Chất chơi nó vậy đấy. Chơi là phải chơi lớn. Đặt tên là phải chất. Này thì sờ mông với cả sờ cu nó để đấm cho nó, bắn cho lòi phèo ra chứ ở đó mà sờ nhá. Mấy cái ông biến thái này khốn nạn quá. Từ mình thấy à các bạn ơi, cứ yên tâm. Trời ơi, còn nước còn tát. Ủa, tem bên kia nó kéo một bầy lên bên trên. Tem mình cũng một bầy lên bên trên. Sờ cu bay vào, một đấm rụng hết răng. Kinh quá trời luôn. Một đấm của sờ cu rồi Amelie do thì mẹ ôm răng không kịp với chứ. Đấy, nó lại rụng giống như sung ý. Đời, nó đi ăn cái. Ôi Sora ơi, vào đây với em nào. Hấp tinh đái pháp. Chưa kịp hấp thì anh ấy đã ấp trứng luôn rồi. Này thì Violet lại một đấm vào đầu này, hư nè. Sở Lim lại ăn này nào nhỉ? Đáng lẽ bạn phải cho mình thay hết chứ. Ô, ai đi đâu? Đi đâu con sâu này? Hãy xem ta đây. Yeah. Lại cái được à? Ơ, phải đấy đâu, nghe là mình phải ăn mới đúng chứ. Vô lý nhờ, quá vô lý luôn đấy. Mọi người xem Amelie chết này. Chạy đi đâu, né không thể thoát được khỏi bàn tay của mình luôn đấy trời. Tại sao mình có thể kéo hay được như vậy? Quá hay anh ơi. John này, chết, John với em này. Chết anh John với em này. Ra. Trời ơi má ơi, phát đế đủ tầm anh em ạ. Phát đế mà đủ tầm thì có khi ra lại không còn răng bắn cháo rồi. Ôi, muốn phụ trợ cho bạn nè. Ui, thích vợ luôn chứ xào hả. Ui, Tao có chiếc kéo ở đây, kéo. Kéo chưa đến nơi thì chị ấy đã nằm xuống. Về đi bạn ơi, về. Sờ chim ơi, sờ lim ơi. Về đi, nhanh, còn kịp.
Trời ơi, tên bên kia nó cách xa mình mấy cây số thế này, thì làm gì được nhau. Bây giờ thì mình sẽ biến về phát lên cho nó cái trang bị. Đây, mình sẽ lên cho nó cái giáp thống khổ nha, vô địch thiên hạ. Có gì nó sai sai trong cái pha này sao nhỉ? Đồng xanh hỏi chấm gì bạn? Tớ biết đâu, đi bay nó đè dưới nhà nó bắn luôn hả trời? Cắt thế. Ôi, biểu đất cho bạn kìa. Hay quá bạn ơi, gánh bốn xúc vật luôn bạn ơi. Quá tuyệt vời luôn, bác nó. Thèng chá. Bùm. Chết chơi người rơi, một đấm vào mông. Chá. Trời ơi, treo nát. Ra bắn chiêu cuối một phát thôi. Thế méo nào, biểu đất đây cho một chiêu một cộng chiêu cuối là mồm, cái lòi mồm ra luôn. Khiếp à. Rồi gắt thế. Nói thật nha, tuy hơn mạng đấy nhưng mà không thể xem thường được. Vào đây bên kia nó bắt đầu xanh rồi đây. Xanh như cái bánh xe bò luôn. Thế nó mới đau chứ, bảo sao thêm bạn nó lại giành nhau xạ thủ. Đấy, toàn là những người chơi hay. Giành nhau là phải rồi. Ăn dòng đi, ăn dòng đi, ăn dòng đi. Bây giờ mình chỉ cần gọi là làm một pha của combat đẹp một cái là coi như tên bạn không còn răng mắn cháo ngay. Rồi xong, ăn được con dòng rồi. Let's go, 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 go. Đi cùng mình nha, đi cùng mình nha. Đây, 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 đây. Mình sẽ kéo nó vào này. Kéo, úi trời ơi, mẹ kéo hụt rồi. Kéo hụt rồi, ôi trời bắt ơi. Anh ơi, làm gì đây? Để đó em, hãy xem ta đây. Tốc bi, quá trời, bốn người bị mình ulti luôn. Hư nè, hư nè. Đi đâu con sâu này. Trời ơi, các bạn có thể thấy pha đá mình ulti tốc biến nó đẹp như trong mơ không? Bốn người nằm. Trời ơi, bốn người đứng một chỗ mình ulti quá đỉnh cao luôn, thắng luôn nè bạn ơi. Slim, Slim, Mushin ơi. Các bạn Slim, Slim, Sku đâu rồi, tập trung cái nào. Sờ chim, sờ cu, sờ mông, sờ bướm, sờ cái thứ này, tập trung này. Kéo vào đây, kéo. Mày hả bữa ấy, đâu biết nhà đầu gấu các bạn. Bỡ mồm anh Slim chưa. Đấy, các bạn có thể thấy rằng Slim ra mình không? Nó ngao đến mức độ bây giờ thắng nó còn không muốn, nó còn đi lông nhong kìa. Tí nữa lại thua loài mồm ra, nó lại khổ. Trời ơi. Đấy. Thắng một trận thì nó khó lắm. Mà sao nhiều bạn bây giờ muốn thắng cũng không muốn là sao ta. Đấy bạn Slim, bạn đi về làm gì? Trời ơi, cứ đi theo mình là thắng rồi, thấy chưa? Cũng may ID bên kia bị mình gọi là móc ra, mình đấm cho một cái vào bồn, bạn ấy quéo càng cua mới thắng được đấy. Không, bạn ấy ulti một cái thì lúc đó không biết làm nào. Mình dặn chưa một cộng chưa cuối. ID bên kia đâu làm được cái gì nhỉ? Ê. Trời này, đánh support xuất sắc quá. Anh em thấy mình đánh hay không? Phải không? Phải không? Phải hay lắm. Ulti một phát bốn người tay bên kia chết ngóm cua tỏi luôn. Nghĩ đến là thêm phê rồi anh em ạ. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều khi đã theo dõi hết cái clip của mình. Chúc tất cả các bạn xem video vui vẻ, nhớ ấn like, đăng ký kênh và comment ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn. Ôi ôi, Best Amelie kìa. Best Amelie kìa, để mình xem nào. Best Amelie Việt Nam nha mọi người. Cái màu hồng này là Việt Nam này. Cái màu xanh xanh lá là màu tỉnh này. Đó, đây 68 Amelie kìa. Đấy, cũng phải không vừa đâu. Chết chơi người chơi đấy. Kiếp chưa? Quá là đáng sợ luôn đúng không? Mình sợ quá trời luôn ý. Rồi, bye bye tất cả mọi người nha. Hẹn gặp lại rồi các bạn trong cái clip sau. Nhớ like cho mình đi. Đánh hay thế không like cũng mà chết nhau không người chứ nhỉ. Không like hôm sau gặp trong trận mình kéo ra mình đấm cho vỡ mồm.